cô gái trẻ treo mình ở lan can tầng 6 vì một lý do khiến cộng đồng mạng xót xa. Cụ thể, vào chiều ngày 25 tháng 6, một cô gái trẻ đã leo ra lan can tầng 5 của chung cư Vinhome Smart City để kết thúc cuộc đời. Sau đó, người dân phát hiện đã báo cho bảo vệ chung cư và cơ quan công an. Trong đoạn clip do người dân ghi lại, cô gái treo lơ lửng ở lan can chung cư. Ban đầu cô gái đứng tựa lên lan can, một người hàng xóm cố nắm chặt hai tay ra sức níu giữ để cô gái không bị rơi xuống. Khoảng cách từ tầng 6 là rất cao và vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù có hết lời thuyết phục và cố gắng giữ tay, nhưng cô gái trẻ vẫn nhất quyết kết thúc cuộc sống. Rất may dưới sảnh tòa nhà, người dân và lực lượng chức năng chuẩn bị đệm hơi để đỡ nạn nhân. Cô gái trẻ sau đó đã được đi cấp cứu tại bệnh viện 103 quận Hà Đông, cũng may chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình làm công tác ổn định tư tưởng cho nạn nhân. Nguyên nhân khiến cô gái trẻ nảy sinh ý nghĩ tiêu cực là do sau khi nhận được tin khám sức khỏe bị ung thư dạ dày. Vì quá đau khổ không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên cô đã chọn cách này để ra đi. Đúng là khi con người ta bế tắc, thường nghĩ đến những hành động dại dột. Tuy nhiên cô lại không nghĩ đến đằng sau mình còn ba mẹ, còn những người thân. Và cái chết không phải là cái giải quyết tất cả mà còn để lại đau khổ cho những người ở lại. Tại sao cô không gắng giành lấy sự sống dù hy vọng có mong manh hoặc thời gian còn lại sống có ít hơn? Bạn nghĩ sao về vụ việc này? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.